cây mùa đông đẹp này mà ông chủ cứ bảo cây yếu. Đẹp này mà. Hôm ấy biết thế bề mẹ cây này về cho. Đây là được mấy mét rồi đấy. Một cái này là cũng phải tầm 6-70 phân nhỉ, 60 phân rồi đấy. Mập đấy nhỉ. Bà làm kia nhiều đấy, cứ cắt ra thôi. 6-200 nữa là dài một dài. Thôi, lan thì mình cũng chẳng có chuyên môn để các cụ nói chuyện. Các cô bác lại lên nhà cụ tổng Oriana Hotel, chỗ trên đường Bảo Sơn, quay cây của anh tổng thể cái nhỉ. Đã có một lần quay rồi các bác, nhưng hôm nay nó lại mướt mướt, lại quay phát nữa. Đấy, tổng thể này mới kê thêm cái biển Oriana đấy. Hotel and apartment, đấy, khách sạn và căn hộ. Đến lúc qua xuân xong nắng ấm cái lên đây lại tùm không kịp ấy mà xem. Chỗ này là ấm cúng để ngồi được. Có chăng thì thiết kế cái chỗ này, thiết kế cái chỗ này rộng ra tí thì được nhỉ. Yeah. Sung. Đấy, nổi bật một cái điểm là đôn chậu tông sực tông. Đấy, đôn chậu men dạng. Đôn chậu men dạng. À, đi vào chi tiết từ cây này đi. Đấy. Mấy ông ý chơi đồ nghệ thuật cũng nhiều. Ông Thọ là chỉ kiểu như kỳ hoa dị thảo ông mới vã. Những cái loại dị, ông Thọ là như thế. Còn ông Lưu Trùng Sơn là cây mini rất nhiều. Mà nghệ thuật nhất, kể cả ruối riếc nghệ thuật nhiều. Ông Thọ là ông ấy thiên về cái đồ mà nó quái dị, độc đáo quái dị. Cây này nhìn như cây đa đầu làng. Đấy. Cây này kiểu buộc trâu buộc bò mới ngồi nhiều này. Nó nua hết cái gốc lên này. Đấy, cứ dẫm vào đây này. Bây giờ nó đến nó sạch. Cái không gian với cái đôn chậu nó nổi lên cây nhiều lắm bác. Đấy, bác chủ đây. Và sạch. Theo là cây này rất đẹp, tôi rất thích cây này. Rất khỏe. Đây này. Cái nhịp tôi phẫu phần dương này bây giờ nó bè này. Bè rất nhanh, mới đây thôi nó đã bè này, nó còn có vỏ thôi đấy. Đây quát hết cả ra này mà vẫn còn rất là không có vấn đề gì cả. Đãi bò những đường viền này và này rất đẹp này, tôi rất thích này. Một cái cây mang tính nghệ thuật khá là cao, lùn à, rất lùn mà thân rất sạch luôn. Đấy. Cây này thì bác nhìn thấy quen không? Quen không? Một cây si cũng dáng làng. Dáng làng. Đấy. Lên chậu men xanh ngọc, men dạng xanh ngọc. Đấy, cây này cũng xa xa này. Đấy. Giờ đồ này thì
vui vui đây, cây si giáng cổ. Cây này búp rất đẹp, búp hồng. Cũng hơi hướng cổ một chút. Tân cổ điển. Cần thăng. Tân cổ điển. Cây dâm bụt cổ, cây dâm bụt cổ, dâm bụt ta đây. Rất già các bác nhá. Đấy. Tháng năm này xỉ hoa sẽ bạt ngàn luôn. Si. Si. Cây si dáng huyền. Dáng huyền. Đấy, búp đây. Búp cũng rất đỏ nha các bác nhá. Si dáng huyền. Cây này thì già rồi. Rất già. Con nghê, bác nhìn giống con nghê không? Giống con nghê à? Đấy, con nghê. Si. Đây, một cái cổ nữa, một cái cổ nữa. Gọi là gìn giữ cái nét cổ thôi. Chứ gu của bác ấy là đằng kia rồi. Là những cái đồ ở mặt kia rồi. Không gian chơi cây rất là thích. Đối với một cái nhà ở trên phố như này thì không gian chơi cây như này thì tuyệt vời. Kia, cái đầu rồng thiên đường Bảo Sơn ngay đối diện bên đường này. Đấy. Bác thấy chưa? Thiên đường Bảo Sơn kia nhá. Còn ở đây, ngay đây nhìn ra ấy, là khoảng độ mấy trăm mét thôi là đài Đỗ Thăng Long ở kia. Còn trục Lê Trọng Tấn đây, chạy ra Hà Đông đây. Đấy. Cách chợ Vạn Phúc mấy cây số thôi. Cây xì tôi cũng rất là mê đây, rất là mê đây. Đấy. Rất là mê. Cây si. Đấy. Búp này. Búp này. Đấy. Hơi khó quay, phôi thì hơi khó quay. Đấy, cây si nó búp hồng cánh sen trên này. Trên cái chậu với cái đồn này rất hợp. Đấy, xì, nù này. Nù này. Nù này, thân này, như cây bao báp. Như cây bao báp luôn. Như cây bao báp. Mặt sau thì hơi khó để chui vào. Đấy, cây cũng khá là khỏe. Đấy, khá là khỏe. Đấy. Đây, không gian rét lắm, hôm nay đang rét kỷ lục. Hà Nội đang rất rét, đứng chỗ này rét lắm. Đấy. Mặt chơi nó đây cơ, mà vướng cái không đứng được. Đấy. Mơ ước đấy các bác. Mơ ước đấy. Đổ điền đây. Trước nó bị gãy mất cái ngọn ở đây, nhưng mà lấy cái ngọn ở dưới đẹp hơn này. Cái ngọn khác đẹp hơn, thế này thì nó sẽ ngọn chỉ hơn. Đấy, cái ngọn này mà lấy lên được trước nó cũng hơi cao. Lấy lại ở dưới. Chết, tí nữa bảo anh ấy gỡ cái này ra. Nó lằn nhanh lắm. Nó mẫm này nó lằn nhanh lắm.
Cái gỡ của cành này, cái dây này đấy anh ạ, ăn rồi. Đấy, lúc nãy nhìn mà nó lằn hết rồi mà. Đấy, nó mẫm nó nhanh lắm, liền nó mẫm nhanh lắm. Cái thằng này vào ạ, nếu mà cái mùa hè nói chung là đúng một tháng gỡ dây. Nhưng cái mùa này thì nó lâu hơn một tí. Nó mẫm nó nhanh lắm. Một tháng thôi. Đây, chính là mình được khoảng 2 tháng còn như này. 2 tháng là bắt đầu lằn. Đấy, cái cành tơ nó nhanh, cành tơ. Đây là như con này nó lìn hết rồi đây này, luốt hết rồi. Anh để giờ đến qua Tết là nó luốt luôn, luốt dây luôn, khi đấy thái qua dây cứ. Mặt kia được thích cái mặt kia hơn cái xung. Đây là cái gì đó? Mai xanh. Đấy, phê quá. Mai xanh, à đợt trương rồi nó bán cây mai xanh cũng đẹp thế. Nó bảo tao không toàn đâu, nó có mấy cây. À, rồi rồi, ông cũng hay ra chợ nhỉ. Đấy, vâng. Ngon rồi. Nhìn thấy toàn vàng với kim cương đây. Cái lần nữa, chán luôn hỏi. Đấy, sau cây có biển hết. Kiểu nghệ thuật sắp đặt. Ông làm cái gì điện cho ông Dũng châm cái bảo mày làm cho tao uy xì như này. Đấy. Chất liệu trước thì cái gì nó chả có. Đấy, không gian đẹp. Anh cứ bức mưa lạnh tẹt ra, không Dũng châm nó chẳng thế. Không gian này mà thiết kế rồi còn. Anh thích thì bảo nó làm luôn. Yeah. Mà cái chân Mê-ca, cái biển Mê-ca luôn. Không gian này mà thiết kế còn để được nhiều lắm. Chỗ này còn trống không để được nhiều lắm. Nhìn này nhưng còn để được nhiều nữa lắm. Chỗ kia sao rồi đưa vào chuyên nghiệp hẳn khác. Thực tế cái chỗ này cũng có thể để được một số mini đẹp này. Đua ra thêm khoảng 50 phân nữa. Đấy. Đua ra thế này. Để được nhiều đấy. Để chơi cây á. Chơi cây để được nhiều đấy. Nhưng mà để được nhưng mà còn tưới tắm mọi thứ. Ô, tưới đứng đây thì quá gần. Kể cả trên này chứ. Trên này anh thiết kế luôn cả cái dàn sóc. Trên này anh còn thiết kế để được nhiều lắm. Đúng như Khôi Kiếp hay là mấy ông bây giờ đấy. Thiết kế luôn cả dàn sóc. Nói chung là sân này để được còn rất nhiều. Mới thôi ạ. Nếu mà phải 20 cây nữa, cứ hàng như này 20 cây nữa. Ông chỗ này để là đẹp đấy. Không để đẹp. Đẹp. Bây giờ nha anh, nếu anh không để cái này ở tất cả cái đầu đất này anh làm sao. Nó mình bố bày trí nó có tầng có lớp nó đẹp lắm. Bày trí nó có tầng có lớp đẹp lắm. Nó giật lên đẹp. Có tầng có lớp. Kể cả cái mặt trước kia nữa. Đấy. Đấy. Ok, cảm ơn các bác. À đây còn đôi mai nữa. Đợt trước có quay rồi, rất là mướt. Mướt, gì đó. Đấy, trận đại đá vào. Đó. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bác video mới tiếp theo. Và cũng một ngày nào đấy lên chơi với ông anh ở đây. Ông là gần, rất gần nhà tôi. Thì quan trọng nhất là tính rất hay. Tính rất hay các bác nhé. Và có chung 50 cây với anh em thì kết giao nó dễ lắm các bác nhé.